Xin chào tất cả khán giả của Ngôi Sao Xanh. Hôm nay Katie có một chút xíu công việc bận nên là không có thể tham gia được. Và Katie mới vừa được nghe là Katie được nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật trao tặng. Thì Katie rất là vui và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Katie cũng như ekip Em Chưa 18, cô Katie Nguyên, tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Katie. Và chúc mọi người buổi tối vui vẻ.